Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật. Niệm đến cùng, học đến tập 119. Chư Tổ Sư có một câu dạy rất là hay. Tu pháp môn niệm Phật là một phương pháp mà lợi ích hiện đời xác thực nhất. Có rất là nhiều người khổ đau và đi đến tuyệt vọng cùng cực, nhưng từ khi gặp được pháp môn tịnh độ, chuyên tâm niệm Phật, thì có những sự thay đổi, chỉnh đốn từ nội tâm của mình rất là cao. Nên nói rằng là niệm Phật là một pháp môn lợi ích hiện đời. Việc này hình như phàm phu chúng ta rất là chú trọng. Làm việc gì mà đạt được cái lợi ích mà rõ rệt trước mắt thì mình rất thích. Nên cái pháp môn niệm Phật này phổ độ rộng chúng sanh. Tại vì khi tu là có lợi ích rõ rệt, vừa lợi ích hiện đời, nếu kiên nhẫn đi lâu dài cả đời thì lợi ích cho cái việc về tương lai giải thoát. Nhưng bạn có kiên nhẫn hay không? Bạn luôn luôn chú trọng cái lợi ích hiện tại, luôn luôn là muốn con đường đi của mình lúc nào cũng bằng phẳng. Khi bạn gặp những sự trở ngại, một chút xíu gì ổ gà, hoặc là đoạn đường bị hư sụp một chút, thì bạn lại nản lòng. Nên người xưa mới nói một câu rằng người tu đạo nếu luôn luôn cầu mình sức khỏe tốt hơn người, luôn luôn cầu con đường đi của mình suôn sẻ, vì thì người tu đạo này không thể nào đi hết cuộc đời, thế nào họ cũng bỏ cuộc. Vì sao? Vì tu đạo mà nếu không có sự thử thách thì làm sao thành đạo. Giống như làm người, nếu không gặp những sự chông gai vấp ngã thì chúng ta không thể nào trưởng thành được. Phải nhớ. Nên dù là mình thấy pháp môn niệm Phật là pháp tu lợi ích hiện đời, nhưng mình cũng phải hiểu rằng đã là có tâm giải thoát thì nhất định cũng phải có sự thử thách. Nên mình gặp những sự suôn sẻ, nhưng mình cũng có nghĩ những việc về trở ngại. Như vậy thì chúng ta không bị hụt hẳn. Phải nhớ. Có những người, những đứa gặp họ bị bệnh ung thư, đi đến chỗ bế tắc, bế tắc đến mức cùng cực quý vị. Vậy mà khi mình hướng dẫn cho họ niệm Phật thì cái lợi ích hiện tại là họ vừa niệm Phật là tức khắc họ có niềm vui liền. Nhưng mà một thời gian có cái sự trở ngại về nội tâm, gặp sự trở ngại gì một chút, tức khắc trong lòng của họ có sự nghi hoặc. Đây là chỗ thất bại vì người niệm Phật này. Người tu pháp môn niệm Phật này, chúng ta phải gầy dựng cái tính tâm chúng ta làm sao mà nó nhất 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 chỉ có một. Không bao giờ có cái việc mà
nghi ngờ ở trong. Nếu có một chút nghi thì giống như trong kinh giáo Phật dạy là đề hồ là chắc mà thực phẩm có dinh dưỡng, nhưng chỉ cần bỏ một chút độc dược vào thì trở thành kích độc. Phải nhớ, giống như người niệm Phật, nếu như trong lòng tin mà có một chút nghi ngờ xen vào thì ảnh hưởng rất là lớn về cái việc tu hành của chúng ta. Quý vị phải nhớ rằng khi chúng ta nghi một việc gì rồi thì chúng ta không còn có tâm quyết nữa. Nên dù là gặp cảnh ngộ khổ đau éo le cỡ nào trong cuộc đời này, nhưng người niệm Phật chúng ta phải luôn luôn vững bước, tiến không lùi. Vậy thì quý vị tu Pháp Môn Niệm Phật này lợi ích rất là lớn. Phải nhớ, có nghĩa là mỗi ngày chúng ta đều là gầy dựng tín nguyện. Tại vì chư tổ sư đã dạy rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Nên chúng ta phải gầy dựng tín nguyện cho thật là kiên cố. Nhớ, tín nguyện này phải thật là kiên cố. Chư tổ nói rằng người niệm Phật gầy dựng tín nguyện đạt đến mục tiêu là dù là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện đến thế gian gặp chúng ta, Ngài dạy rằng ta có một cái pháp còn đặc biệt hơn Pháp Môn Niệm Phật đó, chỉ dạy cho con. Chúng ta đảnh lễ Ngài ba lại và từ khước, con đã phát nguyện niệm Phật giảng sanh rồi, nên xin Ngài cho con được tròn tâm nguyện. Có nghĩa là đi đến cái mức mà cùng cực về tín nguyện, không có một chút gì dao động tâm, và không có bao giờ nghe ai nói gì về những pháp khác mà làm mình dao động tâm. Vậy thì chắc chắn đời này vị tu sẽ thành công. Nhớ, chỉ cần tín nguyện để gầy dựng kiên cố niệm câu Phật hiệu này đến cùng, dù gặp giông bão trở ngại trong cuộc đời, những sự việc chung chung trở ngại, chúng ta vẫn giữ tâm không bao giờ thay đổi. Nhớ, giữ tâm không bao giờ thay đổi, phải có cái tâm đó đó, thì chắc chắn rằng trên con đường tu này chúng ta có kết quả chắc chắn. Nên mỗi một người chúng ta phải kiên cố cái tâm của mình, nhất định mình tu Pháp Môn Tịnh Độ này là suốt cuộc đời đến hơi thở cuối cùng vẫn là niệm câu Phật hiệu cầu sanh cực lạc. Vì sao cũng có những người niệm Phật nhưng cuối cuộc đời của họ không niệm Phật được? Phải nhớ, tuy họ niệm Phật nhưng về tín nguyện họ chưa kiên cố, họ còn một chút nghi. Tuy họ tu thì tu, niệm Phật thì niệm Phật, nhưng họ còn cái nghi nằm bên trong. Nhớ, còn cái nghi nằm bên trong. Nếu như còn cái nghi nằm bên trong thì tín nguyện này chưa kiên cố. Chư tổ sư nhắc mình được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Phải nhớ đó, phải nhớ đi vị. Nên có nhiều người chúng ta tu hành mỗi ngày của mình tụng kinh niệm Phật trì chú đều là nghĩ phải tiêu trừ nghiệp chướng, đúng không? Chư tổ sư dạy nè, nghĩ muốn tiêu trừ nghiệp chướng phải cần nội công và ngoại công song hành. Hạnh chính là hạnh phụ cùng tu, nội công là hạnh chính, đó là niệm Phật, lễ Phật. Niệm Phật trong sinh hoạt phải luôn nhớ thầm một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dùng nhất niệm vạn đức hồng danh chí tôn vô thượng để trung hòa tất cả vọng niệm và thói xấu tham sân si. Từ vô thủy kiếp đến nay, những nghiệp chướng nặng nề này sẽ dung hòa vào một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và được Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi và tất cả chư Phật trong mười phương hộ niệm che chở và bảo bọc, giúp tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Lại Phật chính là kính lễ chư Phật để sám hối nghiệp chướng của chúng ta. Mỗi ngày lễ Phật, lại Phật A Di Đà để sám hối. Trong quá trình lễ lại, ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh nương vào sức
bốn thệ nguyện của chư Phật, dùng sức mạnh sám hối để diệt trừ tội lỗi và tiêu trừ nghiệp chướng. Nên nhiều người chúng ta niệm Phật bây giờ, niệm Phật từ từ rồi chánh vợ chúng ta không rõ ràng. Thí dụ như giờ mình lấy chánh hạnh niệm Phật cắm gốc cho chắc, chắc chắn nhất luôn. Còn trợ duyên, thí dụ như chúng ta đã niệm Phật rồi phát tâm ăn chay trường, chúng ta đủ duyên chúng ta phóng sanh, rồi những người khổ đau chúng ta giúp đỡ được, có khả năng mình giúp đỡ được thì giúp đỡ được, từ tài vật hay là chúng ta dùng sức lực, hoặc là người ta bắt ăn mình dùng lời nói để động viên tinh thần. Những gì làm tốt được thì đủ duyên mình làm, nhưng phải lấy cái chánh hạnh niệm Phật làm chính. Đây là cấm gốc cho thật chắc. Còn tất cả những cái kia là cành lá hoa quả. Nếu như quý vị chánh chợ không rõ ràng, nhiều người bây giờ có khi lấy niệm Phật làm chợ, lấy những việc bố thí cúng dường, phóng sanh, làm phước làm chính. Phải nhớ lấy niệm Phật làm chính thì mới thành công. Nếu như chúng ta không đủ duyên làm tất cả những việc thiện thì chính bản thân mình phải sống thiện và lấy niệm Phật làm chính, cứ lão thật niệm Phật thì lục độ vạn hạnh cũng đều đầy đủ nằm bên trong. Đây là lời chư tổ sư dạy đó quý vị. Một câu Phật hiệu này đầy đủ lục độ vạn hạnh, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ bát nhã thì đầy đủ nằm bên trong hết. Phải nhớ bát nhã thiền định đầy đủ nằm bên trong hết, không thiếu thốn một chút nào hết quý vị. Chỉ cần lòng tin này thật là kiên cố đi, rồi niệm câu Phật hiệu này, quý vị sẽ thấy cái lợi ích. Hiện tại quý vị thấy rõ rệt là mình được lợi ích từ khi niệm Phật. Thì cứ lợi ích được thì cứ chân thật mà tu thôi. Đừng có bao giờ dao động tâm hoặc là bỏ cuộc thì thành công. Nên bất cứ sự thành công nào cũng từ kiên nhẫn mà đạt được chỗ thành công viên mãn. Còn người không kiên nhẫn thì làm sao thành công được quý vị đó. Nên hôm qua chúng ta học tập cũng nói một câu, muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì chúng ta đừng bao giờ nhớ những điều hư hỏng đã qua, đừng quay lại. Hãy nhớ Ai Di Đà Phật từ hôm nay. Từ hôm nay nghe Pháp Môn Tịnh Độ thì nhớ Ai Di Đà Phật tới cùng. Còn những điều phá thai, trộm cắp tà dâm nói dối đã qua cho qua đi. Cũng như chúng ta nói hôm qua một câu rằng, cũng như một cọng rác hay là một thứ dơ bẩn, chúng ta để xuống một dòng nước nó trôi đi. Đã trôi đi rồi chúng ta đừng bao giờ muốn kéo lại, hiểu không? Hãy cho nó trôi đi. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta nhớ Ai Di Đà Phật, luôn luôn nhớ Ai Di Đà Phật. Như vậy thì gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ là tất cả những sự thiện ác trong tâm mình không bị trở ngại, đó là tiêu trừ. Nếu quý vị còn trở ngại về thiện và ác thì quý vị đang chấp chứa nghiệp chướng. Nên tất cả những người tu hành chúng ta quý vị tự xem xét lại nội tâm của mình. Được mắt khen chê, vinh nhục khổ vui, chúng ta có bị trở ngại từ nội tâm hay không? Đã biết cõi đời này là giả tạm, vì sao ta vẫn mang nặng trong lòng? Suy nghĩ đi quý vị. Tất cả chúng ta có ai tồn tại không mà mang nặng trong lòng? Hiện tại đang sống thì những nhân duyên gì đủ duyên tốt được thì mình làm chân thật đi. Còn nếu như mình làm mà không đủ duyên thì mình buông xuống, vô cùng là tự tại. Tại sao không sống những ngày tháng tự tại như vậy? Chúng ta làm một việc thiện mà thật sự là thiện thì phải từ đâu mà làm? Từ phát tâm. Phát tâm không dính mắc, phải nhớ. Phát tâm không chi cầu. Phát tâm không dính mắc, phát tâm không chi cầu. Làm thiện mà có hai cái phát tâm như vậy thì là thật sự thiện. Còn nếu như làm thiện mà bị dính mắc vì khen chê, khen thì mừng mà chê thì bực bội. Làm thiện có tâm nghĩ rằng mình làm thiện người ta phải trả cái thiện này cho mình, dính mắc. Hoặc làm thiện chúng ta có tâm chi cầu, hôm nay tôi phóng sanh tôi sẽ được sức khỏe, tôi hết bệnh, tôi được thọ mạng kéo dài.
Hôm nay tôi bố thí cúng dường, tôi sẽ được đầy đủ của cải vật chất, tôi giàu sang. Hôm nay tôi làm cái đó tôi sẽ được như vậy như vậy. Thì có tâm chi cầu. Hai điểm này chưa phải là thiện. Nên nói là thiện, có dương thiện và âm thiện. Người có tâm chi cầu là dương thiện. Dương thiện là xài hết. Âm thiện, âm thiện là công đức. Quý vị phát tâm làm thiện, tự suy nghĩ lại. Vì sao có những người tuy làm thiện rất nhiều, phóng sanh làm bao nhiêu việc, nhưng vì sao họ vẫn gặp bao nhiêu sự trở ngại? Nhưng khi họ gặp sự trở ngại thì họ trách Phật Bồ Tát không linh. Tại vì trong cái làm của họ có dụng ý, có ý đồ để mình được cái lợi ích hiện tại. Từ nơi đó họ dương thiện. Dương thiện gọi là họ hưởng trong đời hiện tại. Trong cái hưởng nó có một cái nghiệp để trở ngại họ trên con đường tu. Còn âm thiện làm xong là quên, không suy nghĩ đến. Dù mình làm bao nhiêu việc thiện nhưng người ta trở ngại, người ta hại mình, người ta làm đủ chuyện làm mình khổ đau, nhưng mình luôn luôn vui vẻ trả. Đây gọi là tiêu trừ nghiệp chướng. Đây gọi là âm đức sâu dày. Phải nhớ. Nên nhiều người chúng ta đi tu hành giống như làm rất nhiều công đức, nhưng cuối cùng khi gặp trở ngại thì sanh tâm phỉ báng và bực bội phiền não. Nhiều lắm. Rất là nhiều người có khi còn quay lại trách chư Phật Bồ Tát. Tại sao chư Phật Bồ Tát không thương con nữa chứ? Chư Phật Bồ Tát thương chúng sanh là thương bằng tâm đại từ đại bi, đại trí tuệ. Nên thương họ, giúp họ tiêu trừ nghiệp chướng là chỉ dạy họ. Chứ không phải là thương mà mỗi ngày nấu cơm cho mình ăn, hoặc là chăm sóc cho mình cái này kia. Mà chư Phật Bồ Tát chỉ dạy mình, đem pháp chỉ dạy mình, chăm sóc cái tâm giác ngộ cho mình. Đây mới là thật sự cứu cánh viên mạng. Nên trong kinh giáo Phật mới nêu lên rằng lời dạy của Phật, sự từ bi của Phật đến chúng sanh gấp bao nhiêu vạn vạn lần công ơn của cha mẹ thương con. Tại vì Phật Bồ Tát dùng trí tuệ sáng suốt để độ chúng sanh đến chỗ giải thoát. Còn cha mẹ có khi thương con mà dung dưỡng đứa con này thành hư hỏng. Từ nơi đó mà công ơn của chư Phật Bồ Tát thì rộng lớn rất nhiều lần hơn tình thương của cha mẹ dành cho con. Nên chúng ta phải hiểu. Hiểu được rồi thì cuộc đời mình tu gặp sự trở ngại sẽ không bao giờ buồn phiền. Còn nếu không thì nhất định mình sẽ buồn phiền khi gặp trở ngại. Và nhớ, nên pháp môn niệm Phật này chúng ta phải gầy dựng cái lòng tin mình thật là kiên cố. Nên có một đoạn chư tổ sư dạy nè: pháp tu đơn giản nhất chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp tu sâu xa nhất cũng là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đặc biệt chưa? Đơn giản nhất cũng là câu Phật hiệu này. Sâu xa nhất cũng là câu Phật hiệu này. Chúng ta không tin hả quý vị? Nó đơn giản đến cái mức mà giống như 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 2 là 4, giống như vậy. Chúng ta không tin, chúng ta nghĩ rằng làm gì mà dễ dữ. Quý vị chỉ cần mỗi ngày gầy dựng tín nguyện thật là kiên cố, giữ câu Phật hiệu này tới cùng. Mỗi một câu Phật hiệu là chúng ta nguyện sanh cực lạc, chứ không có chi cầu cái gì ở thế gian này. Chỉ cần quý vị làm như vậy cả đời chắc chắn quý vị thành công. Nhất định cuối đời quý vị sẽ niệm được câu Phật hiệu. Thọ mạng đến Phật A Di Đà nhất định sẽ đến rước quý vị về thế giới cực lạc. Có cái tâm tu như vậy thì nghiệp chướng gì cũng sẽ tiêu trừ. Nhớ, pháp tu niệm Phật rõ ràng mạch lạc dễ cũng giống như 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 2 là 4 vậy đó. Không có một cái gì nằm bên trong mà mờ ám hết trơn. Nó rõ ràng giống như là dán bài lật ngửa vậy đó. Nó rõ ràng như vậy luôn. Quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng có cái thâm sâu gì nằm bên trong. Còn nếu như quý vị muốn khai quật cái thâm sâu nằm bên trong, như vậy thì nói cái câu như thế nào? Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Nên kinh A Di Đà bậc A La Hán không có hiểu biết để hỏi, nên Phật tự giảng.
Nên mười phương chư Phật đều tán thán. Nên niệm một câu Phật hiệu là chúng ta niệm mười phương chư Phật. Và một câu Phật hiệu này khi niệm là phước báo có đủ hết của mười phương chư Phật. Tin không? Nên đơn giản nhất dành cho người vô cùng đơn giản. Còn nếu như sâu xa thì chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Nên pháp này mới gọi là tam căn phổ độ, phàm thánh tề thâu. Rồi đến cái mức này mà quý vị mà chúng ta mà còn bỏ cái môn tịnh độ này thiệt là, thiệt là kẻ đáng thương, tội nghiệp quá. Nên nhiều người niệm Phật họ nghĩ rằng pháp môn niệm Phật này phải có cái gì sâu xa nằm bên trong. Không có, không có. Rất là đơn giản. Nên cái người bình thường nhất là dễ thành tựu nhất. Giống như Dương Đầu Ngốc đồ dạy một câu Phật hiệu thì lão thật mà niệm là thành tựu. Đệ tử của pháp sư Đế Nhàn, ông thợ giá nồi, không biết chữ gì hết, một câu Phật hiệu niệm chân thật, lão thật niệm Phật, niệm niệm cầu sanh cực lạc là thành tựu. Không có nói cái gì ở phía sau nó là bí quyết khác thường gì bên trong nhé. Không có. Nó chỉ là xác thực là người ta dạy vì niệm Phật quý vị. Đừng có nghi ngờ người ta hại quý vị gì chứ, thuốc quý vị gì chứ, hoặc là nghi ngờ không biết niệm Phật có thành tựu hay không. Đừng có nghi gì chứ. Nên cái người bình thường như Dương Đầu Ngốc, bà già bán khổ, ông thợ giá nồi, ông lò rèn, sư đệ của pháp sư Hải Hiền, lão Đức Hòa Thượng, mẹ Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Hải Hiền đều là những người thành tựu rất nhiều. Phần nhiều là những con người vô cùng bình thường, không có suy nghĩ sâu xa gì hết. Chỉ niệm một câu Phật hiệu này giống như 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 2 là 4. Mỗi một câu Phật hiệu là chúng ta có cái niệm vãng sanh, chứ không có chi cầu cái gì ở thế gian. Nhưng sống ở thế gian sống rất là tốt, trong tất cả cảnh duyên, không đá đổ hoàn cảnh, nhưng không chấp vào hoàn cảnh đó để cho rằng nó tồn tại và mình giữ nó. Giữ, bảo vệ nhưng không chấp. Đúng rồi đó. Hiện tướng thì na ná giống chúng sanh đang sống cõi ta bà, nhưng tâm thì mỗi ngày niệm Phật giải thoát. Đúng rồi, rất là đúng rồi. Đã gặp pháp môn tịnh độ, lão thật một câu Phật hiệu này chân thật mà niệm. Nếu quý vị là người rất chân thật thì quý vị khỏi cần phải tìm hiểu gì hết. Còn nếu như quý vị là người không chân thật thì quý vị muốn đi tìm hiểu gì thì đi tìm hiểu. Thí dụ như chư tổ sư đã thí nghiệm cho chúng ta thấy, các ngài đã bỏ ra thời gian mấy chục năm tu các pháp khác, thành tựu dù đạt được đại ngộ các ngài cũng quy tâm niệm Phật. Như đại sư Ngẫu Ích đạt được đại ngộ, tổ sư của thiền tông được truyền tâm ấn. Vậy mà ngài quay đầu niệm Phật. Khi gặp một chặng bệnh, ngài không giải quyết được vấn đề sanh tử. Lúc đó ngài đọc sách của đại sư Liên Trì thì ngài phát tâm ngài niệm Phật. Lúc ngài niệm Phật, ngài nói rằng bây giờ tôi niệm Phật, một vạn con trâu kéo tôi kéo cũng không nổi tôi. Thì coi đó. Đây là thí nghiệm chúng ta thấy rồi. Các ngài còn có khả năng bỏ cái thời gian mấy chục năm để thí nghiệm. Chúng ta thí nghiệm cả đời cũng không đạt được như các ngài nữa. Từ nơi đó chúng ta chỉ làm cái trách nhiệm gì? Lão thật niệm Phật cầu sanh cực lạc là đúng. Đúng rồi đó, chắc chắn luôn. Nên vì sao cái người niệm Phật bỏ cuộc? Vì họ nghĩ quá đơn giản mà họ bỏ cuộc. Vì sao người niệm Phật có lòng nghi? Vì họ nghĩ một câu Phật hiệu này chỉ ai với Đạo Phật, ai với Đạo Phật thì làm gì tiêu trừ nghiệp chướng, làm gì đầy đủ công đức như vậy. Trong khi kinh giáo Phật dạy niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Còn Ấn Tổ ngài nói một câu rằng cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A Di Đà. Vậy mà họ vẫn không tin. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng người không đủ thiện căn phước đức nhân duyên không tin pháp này, đúng không? Người không tin pháp này là người vô cùng là bình thường. Vì sao? Vì người nghe mà không tin là bình thường thôi. Còn người nghe mà tin mới là phi thường. Vì người tin là người đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Nên cái người dù có tu bao nhiêu chục năm mà họ không tin tịnh độ thì phải nhớ, đừng bao giờ quý vị nhìn vào họ tu bao nhiêu chục năm. Tuy họ tu bao nhiêu chục năm hay vô lượng kiếp, nhưng họ hoàn toàn tu các pháp khác về tự lực, chứ họ không phải tu tịnh độ. Nên họ bây giờ nghe tịnh độ họ không tin bài xích, đây là việc bình thường, chúng ta không cần gì phải suy nghĩ đến. Một người không biết một chữ nào nhưng tin tịnh độ, cúc cung mà niệm Phật
tới cùng. Người này quý vị nhìn họ rất đơn giản nhưng họ rất phi thường. Vì sao? Vì nhiều đời nhiều kiếp họ tu, đã đến giây phút chín mùi đời này họ phải thành tựu con đường giảng sanh làm Phật, quá phi thường. Còn một người tu 50-60 năm nhưng họ không niệm Phật, họ viết lách văn chương hoa mỹ, họ làm bao nhiêu việc quý vị coi như là lớn bằng trời, nhưng việc này của họ vẫn là việc trong lục đạo luân hồi. Đời này của họ vẫn không được giải thoát, vẫn thua một người không biết một chữ nào, lão thật một câu Phật hiệu niệm, niệm tới cùng không thay đổi tâm, quyết chí giảng sanh cực lạc. Người này vẫn là người vô cùng là phi phàm trong Phật pháp. Nhớ, phi phàm vượt phàm nhập thánh. Nên đại sư U Đàm ngài nói một câu: người niệm Phật là người cao quý nhất trong loài người, người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Đại sư U Đàm ngài tán thán người niệm Phật là người tôn quý nhất trong loài người. Vì sao? Vì một đời này họ giảng sanh làm Phật. Quý vị thấy mình vinh hạnh nào lớn bằng? Chúng ta là một kẻ phàm phu niệm Phật, mà khi cuối cuộc đời Phật A Di Đà cầm đài sen đến để nâng gót chúng ta, đưa chúng ta về thế giới cực lạc. Quý vị ngồi suy nghĩ, diễm phúc nào bằng diễm phúc này? Có diễm phúc nào bằng diễm phúc mà Phật A Di Đà đến tiếp dẫn quý vị? Chúng ta được một người nào có tiếng tâm khen, cái thấy mình cũng nở lỗ mũi đúng không? Vậy đó mà chúng ta được chính Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và thánh chúng đến để mà tiếp dẫn chúng ta, nói một câu mà hơi cao quá, đến nghinh đón chúng ta. Vì con người này quá phi phàm, sống trong cái cõi đời ác ngũ trược này mà họ mỗi ngày lại niệm Phật cầu sanh cực lạc, sống trong một cái cuộc đời nhiễu nhương này, nhiều sự khổ đau, nhiều sự cám dỗ, mà họ vẫn giữ cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc, sống trong ngũ dục lục trần, bao nhiêu sự hưởng thụ, mà họ vẫn nhìn được cái vô thường và niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đúng là phi phàm, đúng là phi phàm. Thì nghe chưa? Nên pháp môn niệm Phật này chư tổ nói rất đơn giản, chỉ dành cho hạng người buôn bán nhỏ, hay không? Người bình dân, kẻ tôi tớ. Quá sâu xa thì trên đến Bồ Tát đẳng giác, không thể hiểu hết. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng rất đơn giản, rất sâu xa, tột cùng viên mãn, nhưng thuần thục, hết sức bình thường nhưng quyền diệu, dễ hành trì nhưng cũng khó giải thích. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là mục đích chủ yếu mà Phật thị hiện nơi cõi đời ô trược này, cũng là đại pháp vô thượng thông suốt bản nguyện của Đức Phật. Đó cũng là tinh hoa chí tột của ba tạng giáo điển. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật vượt lên tất cả pháp giáo thiền mật và lực học, nhiếp hết tất cả pháp môn. Quý vị nghe chưa quý vị? Còn nói cái gì nữa? Bởi vì Ấn Tổ ngài nói là cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A Di Đà. Vậy mà nói một câu Phật hiệu chưa đủ, quý vị thấy không? Đáng thương chưa? Nó có một ngôi chùa Nhận Đức Biết ngày xưa thôi tu, từ cái nguồn gốc chỗ đó tịnh độ phát triển ở Việt Nam mình cũng có sức ảnh hưởng mạnh đấy. Vì mà sao lại bây giờ thay đổi tùm lum tùm la chứ? Cái gì quý vị coi, cái đầu chủ chốt quý vị thấy quan trọng chưa? Cái đầu quan trọng vô cùng, lòng tin này kiên cố hay không quý vị coi. Bây giờ đổi qua như là giống như mỗi ngày cứ sợ chết vậy đó, cái niệm Phật và cái sợ chết suốt vậy đó. Cứ làm sao dùng cách gì để cho khỏe, khỏe mạnh, khỏe mạnh. Quý vị nhớ, quý vị chỉ cần có cái tâm quyết tâm chí thành niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi, thì tự nhiên quý vị có sức khỏe à? À, cái tính nguyện này tự nhiên nó có sức khỏe. Quý vị suy nghĩ đi, ở cái cõi đời này quý vị sức khỏe gì mà quý vị không già yếu và chết? Quý vị không tin nhân quả sao? Phải tin nhân quả chứ. Quý vị chỉ cần lão thật niệm Phật, giữ tâm thanh tịnh niệm Phật tới cùng, dù là vọng tưởng gì cũng niệm câu Phật hiệu, dù ai nói gì bài xích cũng niệm câu Phật hiệu, không thêm cái gì nữa cả. Nhưng không bao giờ bài xích người ta thêm tùy duyên, nhưng mình chỉ có lý luận để mà gây dựng tín nguyện thôi, chứ không có tâm bài xích. Phải nhớ, pháp điều pháp của Phật mà bài xích gì?
Nhưng mà mình thấy uổng cho những con người làm cái chuyện dễ để dẫn người ta, mình cũng dễ, dẫn người ta dễ, không làm. Thì tạo ra cái khó vô cùng khó mà chính mình làm cũng không được. Mình làm cũng không được, làm sao dạy người ta làm được. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi phải gầy dựng tín nguyện nha quý vị. Phải kiên cố tâm, niệm câu Phật hiện đến cùng, đừng thay đổi, thì chắc chắn quý vị thành công. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.